Vâng, xin được phép chào mừng toàn thể các bậc phụ huynh cũng như các bạn sinh viên quay trở lại với bản tin du học của New Education. Ngoài các nước phổ biến như là Anh, Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, thì Philippines hiện tại là quốc gia được các bạn sinh viên Việt Nam cũng như là sinh viên Đông Nam Á nói chung quan tâm rất là nhiều khi mà muốn tìm hiểu một đất nước để học tiếng Anh hiệu quả. Thì đâu là lý do Philippines hiện tại được các bạn sinh viên quan tâm nhiều đến như thế? Thì hôm nay Duyên xin chia sẻ những lý do nổi bật sau đây. Một bước đệm tuyệt vời để trau dồi tiếng Anh và làm quen với môi trường nói tiếng Anh 100%. 2. Lấy chứng chỉ tiếng Anh cần thiết trước khi đến các quốc gia khác du học. 3. Thời gian học ngắn nhưng hiệu quả cùng với mức chi phí vô cùng hợp lý. Hiện tại, Philippines được đánh giá là quốc gia có chi phí và các khóa học tiếng Anh rẻ nhất khu vực châu Á. Và các bạn hãy cùng Duyên đi hết video ngày hôm nay để chúng ta cùng tìm hiểu sâu về chi phí khi du học tiếng Anh của đất nước này nhé. 1. Đôi nét về chương trình tiếng Anh tại Philippines. 2. Học phí và chi phí ăn ở. 3. Các chi phí khác. 4. Một số trường Anh ngữ ở Philippines. Quý vị thân mến, Philippines là một quốc gia hiện tại có rất là đa dạng về các khóa học tiếng Anh. Chúng ta có thể chia thành những cái nhóm cụ thể sau đây. Đầu tiên, đó chính là các khóa học liên quan tới giao tiếp tổng quát. Đây là khóa học dành riêng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể đều tham gia được. Kế đến, đó là các khóa học liên quan tới luyện thi các chứng chỉ đặc biệt như là TOEIC này, IELTS hoặc TOEFL, dành cho các bạn sinh viên muốn lấy được cái chứng chỉ trong thời gian nhanh nhất để đi học các quốc gia phát triển như là Mỹ, Úc, Canada, vân vân và vân vân. Kế đến, có thể kể đến là những khóa học đặc biệt dành cho những khách hàng đặc biệt, ví dụ như là mẹ đi cùng với con để hai mẹ con có thể cùng nhau học tập tiếng Anh trong một thời gian ngắn, hai người cũng có thể phát triển tiếng Anh, đúng không nào? Các bạn muốn biết được thông tin chi tiết của các khóa học của Philippines như thế nào thì vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc có thể xem qua trên hình sau đây. Philippines có điểm nổi bật đó chính là mô hình các lớp học 1-1, một giáo viên kèm một học viên, chỉnh sửa các lỗi phát âm cũng như các lỗi vô cùng nhỏ. Một ngày với nhiều tiết học 1 kèm 1 cùng với lớp học nhóm với các học viên các nước khác và các lớp học tự chọn khác vào buổi tối. Môi trường học đa quốc tịch với học viên các nước trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Nga, Ả Rập giúp bạn có thể cải thiện các kỹ năng của mình về tiếng Anh một cách nhanh chóng, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn và vẫn hòa nhập được nhiều nền văn hóa đến từ các nước một cách vô cùng thú vị. Vừa rồi thì Duyên cũng đã chia sẻ cho quý vị và các bạn các khóa học tiếng Anh phổ biến của Philippines, đúng không nào? Khác với các quốc gia khác thì Philippines hầu như sẽ gộp chi phí sinh hoạt và chi phí học tập trong một tháng để cho các bạn sinh viên dễ dàng cân đối về tài chính của mình để mình tính toán được chính xác nhất cái số tiền mình cần phải bỏ ra trong suốt thời gian học tập tiếng Anh tại quốc gia này. Chúng ta cùng xem qua chi phí học tập và sinh hoạt theo từng khóa học chi tiết như sau nhé. Tại các cơ sở dạy tiếng Anh tại Philippines, chi phí các khóa học sẽ cố định, còn chi phí sinh hoạt sẽ cao hay thấp phụ thuộc vào việc lựa chọn phòng ở của học sinh. Có nhiều lựa chọn như phòng đơn, đôi, 3, 4. Sinh viên có thể tiết kiệm chi phí hơn bằng cách lựa chọn phòng 3 hoặc phòng 4 để học tập. Ngoài chi phí sinh hoạt và học phí, thì các chi phí liên quan khi học tập tại Philippines cũng là một vấn đề rất là quan trọng đối với một bạn sinh viên khi đang cân nhắc học tập tại đây. Ngoài ra, các khoản phí khác các bạn đóng tại trường bao gồm như phí SSP, tiền đặt cọc ký túc xá, phí quản lý ký túc xá, phí đưa đón tại sân bay, phí chụp hình ID, thẻ ID card. Tổng các chi phí này tầm khoảng 247 đô Mỹ. Ngoài ra, các bạn còn có các chi phí khác như tiền điện, nước, tiền sách, trung bình tầm khoảng 3.900 peso cho một tháng. Visa đối với các bạn sinh viên Việt Nam, học viên được miễn phí ở tại Philippines trong vòng 29 ngày. Tiền điện tùy thuộc vào số điện mà học viên dùng thì sẽ có số điện khác nhau, trung bình tầm khoảng 14 peso cho 1 kW. Tiền sách vì tùy thuộc vào trình độ khác nhau mà tiền sách sẽ khác nhau nên số tiền sách trên chỉ là mức giả định, nên tổng số tiền mà học viên cần đóng có thể bị chênh lệch nhưng sẽ không chênh lệch nhiều. Vâng, sau khi cùng Duyên đã điểm qua những thông tin về chương trình đào tạo cũng như về chi phí hợp lý của quốc gia Philippines thì chắc hẳn mọi người cũng đang rất là háo hức để được trải nghiệm học tiếng Anh tại Philippines, đúng không nào? Ngay sau đây, Duyên xin được phép chia sẻ thêm những thông tin về những trường Anh ngữ đào tạo các khóa tiếng Anh hiệu quả dành cho sinh viên Việt Nam để cho quý vị và các bạn cùng nhau tham khảo nhé. English Fellow, EV Academy, SMEAG, MTM Education Group, Philinter, CIP, Seller, CIA, CIJ, Pi Academies.
Wow, có rất là nhiều thông tin cũng như là quá nhiều sự lựa chọn đúng không nào? Để biết được chính xác hơn về thông tin từng cơ sở có học cũng như là chi phí hợp lý dành riêng cho bản thân mình, đừng ngần ngại liên hệ với Uniware của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thông tin chính xác cũng như luôn luôn có sẵn những ưu đãi hợp lý dành riêng cho sinh viên khi đăng ký học tiếng Anh tại Philippines. Bản tin du học của Uniware Education với chủ đề chi phí du học tiếng Anh tại Philippines xin được phép dừng tại đây. Các bạn vui lòng theo dõi các bản tin sau. Đừng ngần ngại liên hệ với tổng đài miễn cước 1800 6577 hoặc truy cập vào website www.newedu.vn để liên hệ và được hỗ trợ nhanh nhất có thể. Quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh của Du học New Education để được cập nhật những thông tin du học mới nhất của các nước. Xin chào và hẹn gặp lại!